Hello tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với máy xúc nhỏ gọt vỏ trái đất. Hôm nay sau 2 ngày hết việc thì mình có một cái công trình, nó là đi làm san cái lốt xe cho cái xe bồn này, người ta đổ trong cái công trình của nhà nước cái này mọi người. Cái xe bồn này nó chở bê tông tươi từ tận dưới Phú Thọ lên Tuyên Quang. Đây này, mình thấy ở cái đầu xe này nó là công ty của Phú Thọ, ở km 4 nông trang Việt Trì Phú Thọ, ở rất là xa. Mình không hiểu tại sao là bê tông ở Tuyên Quang mà người ta lại không gọi bê tông Tuyên Quang, lại gọi bê tông tận đến Phú Thọ lên. Người ta công nhân người ta chờ cái xe bồn này bao nhiêu lâu à? Chờ từ lúc mình đến san là lúc đấy chắc cũng khoảng 30 phút, bây giờ xe bồn nó mới đến, nó rất là lâu. Cái xe bê tông này chắc được mười mấy khối chứ nhỉ? 13 khối à? 13 khối bê tông này anh em ạ. Chắc là cái chỗ ấy này, người ta cái chỗ mà xe đang đứng này chắc cũng khoảng 10 tầm này là vừa này mọi người ạ. Bây giờ mà gần trưa rồi mà người ta xả như thế này mà cào là chết rồi. Ngày xưa mình đi làm bê tông mình biết rồi, nếu mà nó đống to quá mình cào chết, lái xe của người ta cũng lùi cố cho thêm một tí ở đấy, như cào đi cào này là cào mệt. Có xe chưa chú? Ông Hiển này bận sao? Hiển này đang xe máy này đi 13. Gần trưa rồi cho nó mỏng ra. Xe này mà thiếu là trộn tay à chú? Hả? Xe này nó mà thiếu là trộn tay à? Không phải chở, ít không phải chở. Ít không phải chở à? Nhưng mà nhớ năm thiếu cổ khối ha. Khối 2 khối thì bây giờ nó âm đi thì nó lại mệt phết đấy nhỉ, đi chở lâu. Tiến lên đi. Để tiến cái xe lên. Hôm nay nó cũng đi vào đấy mà nó còn luôn à này. Cái này là hôm qua nó bị vỡ quá à chú? Bóc đi hết rồi. Sang qua vào cái chỗ lốt đấy đi. Phải tiến lên đúng không? Tiến lên lùi lại. Xe nặng nó ngại đi. Vỡ hết về đầu. Trồng rất nhiều mùn. Nó dày tí lại cao lại luôn.
xả này thì người ta sang bên kia nữa, vừa mình thấy cái bom nó nhẹ đi rồi. Như rồi thì nó xì hơi bụi. Cái xe nó lùi vào cái chỗ góc kia mọi người, lùi vào cái chỗ góc của cái nhà vàng vàng kia. Cái xe này bây giờ nó cũng nhẹ đi rồi, nó xả bớt bê tông nó nhẹ bớt đi rồi. Không có ai xi nhan nữa, thì nó tiến vào quá rồi. Cái xe ô tô này nó có điều hòa, nhưng trong nó cũng mát, nó không như kiểu máy mình phải có điều hòa ngồi nóng. Thank you.
con mới tôm rồi, nó còn đủ không? Không lái xe không vào đủ. Máy đầm bây giờ hiện tại nó rất là tiện cho mình. Nó chạy bằng xăng, một người làm cũng được. Điện nóng và số số này em dài. Một ít lên nữa thôi mọi đầm khác tỉnh. Không nhắc được luôn. Xi nhan vẫy đi ra ngoài. Thiếu trong đó thì thiếu. Sắp hết rồi. Rồi, bê tông nó đã sắp hết rồi. Thôi tạm biệt, chào tạm biệt tất cả anh em. Chúc anh em thật là nhiều sức khỏe. Nếu anh em xem video thấy hay thì hãy đăng ký để ủng hộ mình nhá. Hôm nay mình chả là có việc gì để làm, mình quay người ta đổ bê tông hay không. Anh em lưu cảm.